Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh chị em cách để mà chuyển từ video định dạng 16:9 video rộng sang video dọc này. Đấy. Chúng ta vào phần mềm cắt cấp và chọn dự án mới và chọn cái video ngang. Sau đó chúng ta chọn vào cái phần ở menu bên dưới và ấn vào phần định dạng, bấm vào nút 9 chia 16 và video sẽ chuyển sang video quay dọc tự nhiên. Tuy nhiên nhưng mà do chuyển từ video ngang sang video dọc thì nó vẫn còn một đoạn trên hai chân đầu và chân dưới như này. Chúng ta cần phải cho một cái lớp phủ để chúng ta gõ cái nội dung video ở trên và dưới này thì để nó bớt cái thô phần thô đi. Thì anh chị em nên làm cách như vậy để từ video ngang chúng ta sẽ chuyển thành video dọc. Và chúc anh chị em thành công. Nếu anh chị em thấy hay thì hãy subscribe kênh của mình và nhớ và ủng hộ và thích shop của mình có những sản phẩm rất là ok. Cảm ơn chị em.